Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Vua Đèn LED 0979 840 890. Hôm nay mình làm clip cảnh báo về kèn Denso giả hàng fake 99% hiện đã có trên thị trường, và rất là nhiều khách hàng đã gọi điện cho mình và nói về vấn đề là hàng fake 99% là rất là giống, và thậm chí là kể cả người bán cũng có thể là bị sai lầm vì hàng fake này. Thì đây là cái gói hàng mà mình mua ở trên Shopee. Mình xin giấu tên cái shop mà bán hàng fake này cho mình. Đây là hộp còn nguyên kiện, còn dán, mình chưa khui. Và bây giờ mình sẽ khui cho các bạn xem. Đây là giá tổng cộng của sản phẩm là 150.745 đồng. Đây là giá sản phẩm. Và thực tế là giá sản phẩm chỉ là 105.000 thôi nha các bạn. Và 45.000 là tiền phí ship từ thành phố Hồ Chí Minh lên Long Thành. Tại vì mình làm việc ở trên Long Thành cho nên mình nhận hàng ở trên Long Thành. Phí ship khá là cao, là 40.000. Mình bỏ ra số tiền 150.000 để mình đầu tư. Mình làm clip để cảnh báo cho các bạn là trên thị trường đã có sản phẩm là kèn Denso, hàng copy, hàng nhái 99%, có thể nói là rất là giống. Thì với video clip này mình hy vọng là các bạn sẽ có thể phân biệt được hàng nào là hàng thật, hàng nào là hàng giả, để các bạn có thể mua hàng an toàn trên thị trường, nhất là thị trường online hiện tại bây giờ. Đây, mình không đọc tên của shop nha, mình xin giấu tên của shop tại vì mình sợ là ảnh hưởng đến shop này. Thì thực sự ra những người mà bán hàng fake thì người ta sẽ phải chịu trả giá thôi, chứ mình không cần phải làm cái chuyện mà mình đọc tên cái shop này lên. Mình chỉ nói là hàng này mình mua ở trên Shopee thôi, và Shopee có rất là nhiều shop, và không phải là Shopee là bán hàng giả, mà là do bản thân của cái shop này bán hàng giả, chứ không phải là do Shopee bán hàng giả nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ search internet cho các bạn xem cái cách mà mình mua hàng cái hàng fake này như thế nào. Mình lên shopee.vn. Mục đích làm clip này không phải là để bôi bác hay là bôi nhọ Shopee, mà mục đích của mình là mình để cảnh báo cho các bạn là những cái thủ đoạn mà bây giờ là người ta bán online, người ta có thể làm như thế nào. Mình lên trang web của Shopee nha, và mình tìm sản phẩm là kèn Denso. Các bạn có thể ghi có dấu hoặc là không dấu cũng được. Thì khi mà chúng ta search kèn Denso thì nó ra rất là nhiều sản phẩm nha các bạn. Ở đây là kèn sò Denso, và ở cái clip này mình không làm cho kèn sò Denso mà mình làm cho kèn đĩa Denso. Và đây là sản phẩm kèn đĩa Denso. Thì ở đây có shop bán là 99.000 một cái. Thì đây là hàng chính hãng. Và đây là 209.000 một cặp. Thì sản phẩm này gồm có cặp kèn bát, dây và 4 jack, không có rơ le. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái shop khác cũng cùng một loại sản phẩm, nhưng mà shop khác bán có 109.000 và đã bán được 9 sản phẩm. Và đây mình khẳng định đây là shop này bán hàng fake 100% ha. Đây cũng vậy luôn, 89.000. Thì đây là cái shop mà bán hàng fake, mình không tiện đọc tên ở đây. Đây là shop bán hàng giả. Đây là hàng thật nha các bạn. Thì mình chỉ nói sơ bộ thôi. Đây là shop này là bán hàng fake ở Bình Phước, là giá 59.000 một cái. Và những cái sản phẩm là 200 mấy chục ngàn. Thì cái này mình hy vọng là những sản phẩm này là những sản phẩm thật. Và đây là sản phẩm giá 105.000. Bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây là cái sản phẩm mà mình mua ha. Sản phẩm mình mua là 105.000 và một cặp nha các bạn. Thì nhìn hình dáng bề ngoài thì nó giống lắm. Khi mà các bạn mua hàng online thì kênh tốt nhất các bạn nên kéo xuống cái phần đánh giá của khách hàng. Những khách hàng trước đây người ta đã mua, các bạn thấy đây là khách hàng sang luxury cc, kèn lô dở tệ .. ha. Và khách vào nhà bán hàng đã phản hồi như thế nào, thì giá này có hàng 1/1 mà bạn, chứ hàng zin nó tới 300 mấy một cặp. Tức là thông tin sản phẩm em có ghi rõ là hàng copy 1/1, thuận mua vừa bán thôi, chứ hàng 1/1 đòi ngon như zin thì sao. Thì cái này á là nhà bán hàng đã thừa nhận là mình bán hàng copy 1/1, đó là copy 1/1, tức là gần 100% đó bạn, copy 100%. Thì đây là cái topic mà mình đang muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay ha. Đây là cái shop bán hàng fake. Mình không nói tên shop,
mà mình chỉ nói về mặt nhận định sản phẩm hàng phát và hàng hàng chính hãng của Denso sản xuất tại Indo. Đó, thì các bạn đừng có ham hàng giá rẻ online. Thì các bạn đặt hàng ở trên đây, nhiều lúc mình gặp phải những cái hàng phát giống như vậy 139.000, 105.000 và có hàng khác là 109.000 ha. Thì đây là hoàn toàn là mình khẳng định 100% là hàng phát. Và bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay, là mình sẽ đập hộp cái hàng phát mà mình mua trên Shopee. Như các bạn đang xem, mình đây là Shopee, mình không đọc tên shop, mình xin nhắc lại. Giá sản phẩm là 105.000 và phí ship là 40 mấy ngàn, 45 ngàn, tổng cộng là 150 ngàn nha. Đây là sản phẩm còn nguyên siêu nguyên kiện kìa, đóng gói từ nhà bán hàng. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt cái gói này ra. Mình sẵn sàng mình đầu tư giá 150 ngàn để mình làm clip này, để cảnh báo cho các bạn xem clip này. Thì rất mong là clip này mang lại một ít những cái kiến thức cũng như là bổ ích cho các bạn khi mà các bạn mua hàng. Đây là cái gói ở ngoài, và cái gói ở trong thì người ta đóng cũng có rất là cẩn thận ha. Thì theo mình thì đóng gói như vậy là ok, mình không có chê cái phần đóng gói nha các bạn, nhưng mà để mình coi cái sản phẩm thật và sản phẩm nhái của Shopee bán là như thế nào. Đây, bên trong là nhà bán hàng còn đóng thêm cái lớp này, thì nói chung là khá là cẩn thận. Mình đập luôn, tại vì cơ bản là cái sản phẩm này là mình sẽ không bán ra ha. Mình sẽ không bán ra, mà mình sản phẩm này mình sẽ bỏ đi. Mình review cho các bạn xem xong là mình sẽ bỏ cái sản phẩm này luôn, mình không có bán. Tại vì bán những sản phẩm hàng phát này thì mất nhân tính dữ lắm. Đây, bên phía tay phải của mình là mình mới vừa đặt hộp sản phẩm từ Shopee hàng phát 100%. Và bên phía tay trái này, đây là sản phẩm thật. Thì các bạn cơ bản thì các bạn nếu mà nhìn về màu sắc của cái hộp, thì nếu mà có hai cái giống như vậy thì mình có thể phân biệt đây là hàng thật và đây là hàng giả. Và đây là các cái chữ của nó, thì mình nói thì các cái chữ của nó gần như là giống nhau, không có sự khác biệt. Còn về màu sắc thì cũng rất là khó ha, màu này đậm hơn là màu này. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn cầm một sản phẩm lên thì mình tin chắc 100% các bạn không thể phân biệt được. Rồi, đây là về mặt vỏ hộp. Đây, vỏ hộp, đây là về mặt phía trên, về chữ nghĩa là giống nhau. Cầm sao? Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái hộp ra cho các bạn xem. Đây là cái hộp của hàng phát ha. Đây là hàng phát gần như 100%. Và trong cái sản phẩm của hàng phát là gồm có những gì? Một cặp kèn khá là trầy trụa, và các bạn coi nè, cái bát của nó thì nó gắn bị lệch nè. Và đây là cái hướng dẫn, thì mình nghĩ là cái hướng dẫn sử dụng này á, nó rất là khác so với cái hướng dẫn sử dụng của hàng thật. Và bây giờ mình sẽ mở sản phẩm thật ra cho các bạn xem. Đây là sản phẩm thật của shop mình đang bán. Đây là cái sách hướng dẫn của nó, cái tờ hướng dẫn. Như các bạn thấy thì thật sự là đây là sự khác biệt ha. Phía bên tay trái chiếu xa chiếu thấy hai cái. Phía bên tay trái là installation instruction, và đây là caution at installation. Thì hai cái từ ngữ hoàn toàn khác nhau và hình ảnh nó cũng khác nhau. Thì thứ nhất các bạn có thể phân biệt là ở trên cái tờ hướng dẫn này, thì đối với sản phẩm thật là chữ và giấy rất là đẹp, và đối với sản phẩm giả 99% hình ảnh hoàn toàn khác nha các bạn. Các bạn coi kỹ cái video clip này, đây là một cái đặc điểm để chúng ta có thể phân biệt được hàng thật hàng giả là dựa vào tờ hướng dẫn này ha. Đây là mặt trước của tờ hướng dẫn về mặt chữ nghĩa và màu sắc hình ảnh, thì đây là hàng giả và đây là hàng thật, các bạn chú ý ha. Rồi, đây là mặt trước của hàng thật, đây là mặt trước của hàng giả. Và mình sẽ quay lại cái phía sau. À, không phải các bạn, các mình đã lộn ha. Đây là mặt trước của hàng thật và đây mà là mặt trước của hàng giả. Thì về hình ảnh là giống nhau y chang, nhưng mà chỉ khác nhau về hình ảnh, về màu sắc. Về màu sắc và loại giấy, thì loại giấy
Loại giấy bên đây thì nhìn nó rất là nhầu và nó mềm. Loại giấy này thì giống như các loại giấy A4 mà mình thường dùng. Loại giấy này đúng nghĩa là rẻ tiền luôn nha các bạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ quay lại cái mặt sau. Mặt sau đây thì nói chung là hình ảnh là giống nhau ha, 100% là giống nhau. À, mình xin lỗi là hồi nãy mình nói nhầm. Hình ảnh của mặt trước và mặt sau là giống nhau. Về màu sắc của tờ giấy thì khác nhau. Đây là hàng thật và đây là hàng giả. Rồi, mình sẽ không nói nhiều về cái phần sách hướng dẫn này nữa. Tiếp theo thì bên trong của hàng giả nó có gì? Đây là một cặp kèn Denso. Đây là cặp kèn Denso. Thì nó cũng có cây lô và cây 2 giống như hàng thiệt ha. Và nó sẽ có hai sợi dây mát. Cũng có hai cái bát. Cũng có hai cái bát giống như là hàng thiệt. Bây giờ mình tạm thời thì mình sẽ không có để cái hộp ở đây, mà mình sẽ để cái hộp trên đây. Đây là hàng giả. Đây là hàng giả, nó gồm có những cái sản phẩm giống như vậy. Và đây là hàng thật nha các bạn. Thì mình để gần để cho các bạn có thể xem được là hàng thật với hàng giả, thì các bạn có thể phân biệt được hay không ha. Mình thì dựa vào sản phẩm thật và sản phẩm giả này, tuy là hàng fake, hàng copy 99%, nhưng mà bây giờ mình có thể chỉ cho các bạn cách phân biệt rất là dễ dàng. Mình sẽ lấy cây viết để mình chỉ cho các bạn cho nó dễ. Thứ nhất là các bạn có thể coi là hàng giả và hàng thật. Khi mà các bạn để cái chữ lâu và chữ 2 thì cái hàng thật thì lâu và 2 thì cái hàng thật thì cái phía của cái dắt kèn nó sẽ nằm bên phía tay phải nha. Đây là bên tay phải, và hàng thật nó nằm bên phía tay trái ở tay phải, và hàng giả nó sẽ nằm bên phía tay trái, tức là nó sẽ nằm ngược lại. Thì các bạn thấy ha, đây là mình để đúng theo chiều của nó. Rồi các bạn thấy thì cái dắt này là hàng thật nó nằm bên phía tay phải và hàng giả nó nằm bên phía tay trái. Đây là một đặc điểm đầu tiên. Đặc điểm thứ hai là cái con ốc chỉnh, thì con ốc chỉnh nó sẽ nằm ở phía dưới giống như vậy ha. Ở hàng khác thì cái con ốc chỉnh nó sẽ nằm ở dưới, và con ốc này á là con ốc xài vít ba ke. Xài vít ba ke nha các bạn nhìn kỹ nhé. Đây là hàng fake, nó sẽ xài vít ba ke và nó nằm ở phía dưới. Và hàng thiệt không phải vít ba ke nha các bạn. Cái này là cái loại một cái loại lục giác rất là đặc biệt mà chỉ có Denso sử dụng thôi. Đây là cái loại lục giác rất là đặc biệt ha. Nó không phải là vít ba ke ha. Rồi. Và cái vị trí của con vít chỉnh nó sẽ nằm ở phía trên và bên phía tay trái. Còn hàng fake thì nó sẽ nằm phía dưới và bên phía tay phải. Đây là những đặc điểm nổi bật nhất ở trên cái kèn. Cái thứ hai, đây mình chỉ cho các bạn màu sắc của cái rắc này. Thì cái rắc này là gọi là cái rắc cái dây mát nha các bạn ha, các cây mát. Thì ở các cái video clip khác mình có hướng dẫn các bạn cách lắp với lại rơ le 5 chân và chức năng của dây mát này. Thì các bạn vào kênh YouTube của mình các bạn xem thêm cách lắp rơ le 5 chân và cách lắp cây kèn Denso như thế nào. Và đây là cái dây mát, thì các bạn có thể thấy là cái màu sắc, cái này là hàng fake ha, hay là hàng chính hãng. Thì các bạn có thể thấy là dựa vào màu sắc như thế này thì chúng ta có thể nhìn thấy được là hàng fake và hàng chính hãng thì nó khác nhau một trời một vực ha. Rồi, đây là cái màu sắc của cái dắt này. Rồi, cái tiếp theo là cái bát nha. Ở đây là hai cái bát của hàng fake 99%, và đây là cái bát của hàng thiệt. Thì các bạn có thể để ý đây nè, hàng fake 99% thì cái màu sắc của nó là sáng hơn, còn này nó có mạ một cái lớp chống sét ha, thì nó sẽ màu vàng vàng một chút xíu. Và cái thứ hai nữa là thằng này nó sẽ không có cái gân, và ở đây có hai cái gân, các bạn thấy không? Hàng thiệt nó có hai cái gân. Và về độ dày thì không biết là các bạn xem video có thể coi được cái độ dày của nó hay không. Nhưng mà theo mình á, thì cái độ dày này nó mỏng bằng một nửa của cái độ dày của hàng zin. Hàng zin rất là dày. Và hàng fake là rất là thấy có vẻ yếu ớt. Màu sắc thì màu trắng ha. Còn đây là màu khá là vàng. Và nó sẽ không có hai cái gân này. Thì các bạn coi video clip này, mình hy vọng là các bạn có thể hoàn toàn tự chủ và các bạn có thể tự phân biệt được như thế nào là hàng fake và như thế nào là hàng chính hãng. Còn về thứ hai, cái phân biệt tiếp theo, tức là hàng zin nó sẽ có một cái nút giống như vậy, cái nút nó có sọc caro giống như vậy
ha. Cái nút này á, là để nó đảm bảo được cái độ rung của cái màng. Đây là cái nút ha. Và cái hàng phát này thì như các bạn có thể thấy là nó sẽ không có cái nút đó. Đây là một trong những yếu tố mà chúng ta có thể phân biệt rất là dễ dàng hàng thiệt và hàng giả, là cái nút này nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tổng hợp lại các bạn là các cái điểm khác nhau giữa hàng phát và hàng chính hãng. Điểm thứ nhất là cái khi mà chúng ta để theo cái chiều chữ giống như vậy thì cái hàng phát thì cái giắc kèn nó sẽ nằm bên phía tay trái ha. Và hàng chính hãng nó sẽ nằm bên phía tay phải, tức là nó sẽ đối nghịch với nhau. Cái thứ hai là con ốc nó sẽ nằm ở dưới, hàng phát nó sẽ nằm ở dưới bên phía tay phải. Và hàng thật nó sẽ nằm ở trên bên phía tay trái. Và cái điểm đặc điểm thứ ba, tức là hàng thiệt nó sẽ có hai cái nút giống như vậy. Và hàng phát thì hoàn toàn là không có ha. Đây là ba đặc điểm rất là nổi bật. Rồi, đặc điểm thứ tư là cái màu sắc của cái dây. Cái giắc đây là hàng giả, đây là hàng thiệt. Thì cái màu sắc của nó là hoàn toàn khác. Còn đây là trong ha, đây là nó có màu nó hơi ngã vàng. Thì các bạn thấy ha, đây là hàng lô và đây là hàng zin. Và bây giờ mình sẽ lật phía trước lên cho các bạn xem là cái hình dáng phía trước nó có gì khác nhau hay không. Đây là cái hình dáng phía trước của hàng thật và hàng giả nha các bạn. Thì theo mình nhận định thì cái hàng giả nó làm cũng khá là sắc sảo. Khá là sắc sảo các bạn. Gần như nếu mà các bạn nhìn vào phía trước giống như vậy ha, các bạn tinh ý lắm thì các bạn mới có thể nhận ra được. Đây là cái nút ở giữa, thì cái nút này nó khá là xấu và nó khá là bự hơn cái này. Nhưng mà cái đặc điểm này thật sự là mình nói rất là khó phân biệt ha. Rất là khó phân biệt, thì cái này mình cũng không có đi vào sâu vào hai cái nút này ha. Thì về mặt phía trước là như chúng ta thấy thì cái giắc này nó cũng nghịch nhau nè, cái giắc nè nghịch nhau nè. Đó. Rồi. Rồi thì mình nghĩ là mình chỉ có thể mình coi được ở phía sau thôi. Mình coi ở phía sau thôi. Và mình sẽ soi kỹ hơn một chút xíu cho các bạn xem. Đây là hàng chính hãng và đây là hàng phát. Thì các bạn thấy đây là cái vết mà nó đóng, nó dập để cho cái kèn nó hoàn thiện. Thì đây là hàng phát. Các bạn thấy là rất là xấu nha các bạn. Rất là xấu ha. Và hàng chính hãng các bạn coi nè. Nó gần như là nó liền lặng luôn, nó không có cái dấu luôn. Nó không có dấu luôn, giống như đúc vậy đó. Nhưng mà thật sự đây là vết dập chứ không phải là vết đúc. Và đây là cái công nghệ rất là kém của Trung Quốc nhái, cho nên nó ra cái hình giống như là chiếc nhẫn bị răng. Ha, các bạn coi ha. Thì đây là cái đặc điểm mà các bạn có thể phân biệt được. Mình nói lại, đây là hàng phát và đây là hàng chính hãng Denso do shop mình bán. Thì mục đích của video clip này mình không muốn tố cáo ai hết. Mình chỉ muốn cảnh báo cho các bạn là hiện tại trên thị trường nó đã có cái loại hàng phát 99% và giá rất là rẻ, khoảng chừng 100 hoặc là trên 100 ngàn một cặp thôi. Thì các bạn khi mà mua hàng thì các bạn nên cẩn thận nhé. Các bạn nên cẩn thận. Cái bát nó làm cũng không có được sắc sảo lắm. Thì bây giờ bước tiếp theo, mình sẽ test cái tiếng kèn của hàng phát và hàng thiệt cho các bạn xem. Mình không chắc là cái hàng này nó có thể kêu được nha các bạn, nhưng mà mình vẫn thử nha. Mình vẫn chấp nhận là mình mua cái cặp kèn này về để mình test cho các bạn xem, để mình cảnh báo cho các bạn. Mình không nói là cái shop nào bán. Mình chỉ nói là cái hàng này mình đã mua ở trên Shopee đó. Còn shop nào bán thì mình không tiết lộ. Đây là âm thanh của kèn phát ha, mình sẽ bấm cho các bạn xem. Là rè, các bạn rè lắm. Nghe âm thanh thì các bạn mà lỡ mua về rồi và lỡ gắn vô rồi á, thì nghe âm thanh các bạn có thể biết được. Nó rè. Các bạn nghe ha, đây là âm thanh của hàng phát ha. Và bây giờ mình sẽ tháo cái âm thanh của hàng phát ra và mình sẽ gắn vào cái hàng thật của mình để các bạn cảm nhận được sự khác nhau của âm thanh hàng chính hãng và hàng không chính hãng, hàng nhái của Trung Quốc, hàng nhái 99%. Thì thật sự là nó chỉ nhái được cái hình dáng bên ngoài thôi, chứ còn về chất lượng thì vẫn không có thể nào mà so sánh được với hàng thật. Đây các bạn nghe âm thanh của kèn Denso chính hãng nhé.
ngồi gần đây mình nghe muốn điếc tai luôn các bạn. Chịu không nổi. Các bạn nghe trong video clip thì mình không biết các bạn cảm nhận như thế nào, chứ ở đây là mình chịu không nổi cái tiếng kèn này. Và bây giờ mình sẽ gắn lại cặp kèn Denso hàng phát 99%, test lại cho các bạn nghe một lần nữa để các bạn có thể cảm nhận sự khác nhau giữa âm thanh. Mình xin lưu ý thêm là các bạn nào mà lỡ mua online gặp phải các kèn Denso này thì chế độ đổi trả hàng online thì vẫn có trong vòng 3 ngày nha các bạn. Các bạn lỡ mua thì các bạn vẫn có thể trả được. Các bạn nghe không? Âm thanh khác nhau. Nghe mình không biết gọi là cái tiếng gì nữa bạn. Nó rè bạn ơi, nó không có nghe được. Thật sự mà nói thì đúng là tiền nào của nó đó các bạn. Nếu mà chúng ta ham rẻ, chúng ta mua cái kèn khoảng chừng 105.000 giống như vậy thì về không có sử dụng được, tiền mất mà còn tật mang nữa. Mình trả không phải đó số tiền 105.000 mà là 150.000, vì lý do là nó có phí ship. Và mình xin khẳng định là shop mình không có bán cái này ha. Cái này mình mua về mình test cho các bạn coi xong á, mình cũng chắc là mình không có trả lại shop đó đâu, và chắc là mình sẽ bước đi thôi, tại vì những cái kèn như thế này là không có bán lại cho khách hàng được, bán là mất uy tín. Và ở đây là cái shop này ở thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thì ở ngoài Bắc thì bán hàng phát này rất là nhiều, và thời gian gần đây nó đã trôi dạt vào thành phố Hồ Chí Minh. Và mình thấy là cái sự mà bán, cái việc mà bán hàng phát như vậy không có tốt, và những người này thì mình nghĩ là cũng sẽ bị đào thải thôi. Mình sẽ không có làm cái việc đó ha, mình chỉ cảnh báo cho các bạn để các bạn phân biệt được thôi, còn khách hàng sẽ tự đào thải những cái shop giống như vậy. Cảm nhận được cái sự khác nhau của âm thanh của hàng Denso chính hãng, sản xuất tại Indonesia, và cái hàng copy của Trung Quốc 99%. Thì các bạn thấy là nếu mà để cạnh nhau thì không cách nào mà các bạn có thể phân biệt được, trừ khi các bạn coi cái video clip này của mình. Rồi bây giờ thì cũng khá là mất nhiều thời gian của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết hoặc là thông tin về mua hàng chính hãng, kèn Denso chính hãng, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nếu mà xem video clip này, thấy video clip có ích và có hữu ích cho các bạn, và hoặc là các bạn có thể comment để mà góp ý mình thì cái cách mà mình làm đã hợp lý hay chưa, và các bạn muốn xem những clip video clip như thế nào thì các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Các bạn đừng quên subscribe hoặc ấn vào nút chuông để follow kênh YouTube của mình. Khi nào có các sản phẩm mới hoặc là có các video clip mới thì các bạn là những người đầu tiên được xem. Mình thì mình thường xuyên chia sẻ những cái kiến thức về độ xe, về bảo dưỡng xe, hoặc là gắn thêm đồ chơi xe cho khách. Thì các bạn hãy follow kênh YouTube của mình để được mình chia sẻ những kiến thức cũng như là trao đổi kinh nghiệm với các bạn. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Mình xin nhắc lại số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình xin hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.